Hi, hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ làm sao mà để đằng mà chùi rửa vệ sinh mấy cái lưới lọc của cái máy hút hơi ở trong nhà bếp nha. Đây, nhìn như các bạn thấy đây là nó thành màu vàng rồi, dầu mỡ trong lum mà. Tại vì nấu ăn bên đây nó hơi nhiều, còn bên trong thì nó cũng có dầu mỡ nhưng mà nó không có dơ bằng bên ngoài. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn làm sao để đằng mà làm sạch mấy cái này bằng những vật liệu mình có sẵn ở trong nhà bếp nha. Mình nghĩ là nhà nào cũng có. Thì cái này cũng rất là đơn giản thôi. Thì mình chỉ dùng có muối, giấm và xà bông rửa chén, rồi với là nước ấm. Nước ấm thôi nha, chứ không có phải nước sôi đây. Nước ấm thôi. Bởi vì có những cái vật liệu miếng lọc này bên trong nó làm bằng giống như những sợi tơ mà nó co giãn được á. Vì vậy nên nếu mà nước nóng quá nó có thể làm cho bị teo, co teo lại nha. Vì vậy nên mình chỉ làm nước ấm thôi. Thì cái cách này rất là đơn giản luôn. Trước hết á, thì bây giờ mình tháo ra nha. Mình tháo ra tùy theo loại nha. Có loại thì phải dùng vít bắt ốc. Còn cái của mình á, thì là dễ thôi à. Của mình á, thì chỉ để cái tay này vô, rồi mình lấy ra. Đó, chỉ như vậy thôi. Thì những thứ này á, mình nên làm mỗi vài ba tháng một lần nha. Tuần suất mỗi 2-3 tháng một lần. Ăn thua nấu nhiều nấu ít. Nếu mà mình nấu nhiều thì hàng tháng hoặc là 2 tháng một lần. Bởi vì nếu mà mình không vệ sinh những cái miếng lưới lọc này á, một thời gian sau lâu ngày đó, thì dầu nó sẽ vô những cái motor trong đây nè. Những cái motor trong đây nó làm cho hư. Với lại dầu á, bắt đầu nó nhiễu ngược trở ra. Đây như các bạn thấy đây. Đó, thấy không? Vì vậy nên mình phải thường xuyên mình phải vệ sinh mấy cái này nha. Nếu không cái dầu nó chạy vô motor rồi chạy ngược trở ra đây. Đó, nó rất là dơ nha. Sinh ra những cái vi khuẩn này kia nọ không tốt cho sức khỏe đó nha. Rồi, sau khi mình lấy cái miếng này ra. Hôm nay thì mình chỉ làm phân nửa cho các bạn xem thôi nha. Nếu mà để đằng mà cho các bạn thấy nó sạch và dơ khác nhau chỗ nào, chứ nếu mà mình làm hết nguyên cái thì các bạn không thấy. Thường thì mình làm video là như vậy. Với lại hơn nữa là tại mình làm bằng cái nồi nhỏ đó, nên thành thử ra mình không có bỏ hết vô cho nó lọt lõm vô bên trong để đằng mà cho trắng sạch. Vì vậy nên một lát mình sẽ để đứng lên như vậy cho các bạn xem giữa cái trước và sau khi làm thì nó như thế nào nha. Thì trước tiên á, thì mình lấy muối mình rắc lên trên hết những cái chỗ mà mình muốn vệ sinh á. Thì khi mà các bạn làm, các bạn nên nhớ để lên trên cái lót một cái tờ giấy báo hay gì nha. Bởi vì lúc mà mình lấy ra mình để như vậy đó, nó bị chảy ba cái dầu xuống dưới á, nó rất là dơ đó. Rồi đây mình làm phân nửa trước cho các bạn xem thôi. Rồi mình là lấy cái bàn chải hay là cái gì đó chải muối cho nó đều ra. Không cần phải baking soda, không cần phải hóa chất, không có cái gì hết. Mình dùng những cái mà nguyên liệu sẵn có ở trong nhà bếp của mình nha. Rồi sau đó mình cho giấm vào với là nước ấm nha. Nước ấm chứ không phải là nước nóng nha. Nước ấm thì các bạn cho giấm vô. Giống như ở đây khoảng chừng 3 lít nước thì mình cho khoảng chừng nửa lít giấm. Nếu mà các bạn mà có một cái thau nhôm to á, hoặc là cái nồi to đó, thì bỏ cho nó nằm lọt thỏm xuống. Thường thường mình làm là mình bỏ vô cái xiên đó. Mình bỏ vô cái xiên rồi mình để nguyên miếng xuống luôn. Nhưng mà hôm nay mình làm video nên vì vậy mình cho các bạn xem. Thì nước ấm mình bỏ giấm, còn cái miếng này thì mình bỏ muối. Thì các bạn xem lúc mà mình bỏ muối vô, muối là muối trắng nha, hồi nãy mình bỏ muối trắng đây. Thì sau khi bỏ muối vô á, các bạn thấy bắt đầu nó cái hạt muối á nó biến qua thành màu đen rồi, thấy không? Nếu mà các bạn có thời gian, các bạn có thể để muối bên ngoài trước khoảng chừng nửa tiếng hoặc một tiếng, xong rồi các bạn hãy bỏ vào cái nước ấm mà pha giấm như vậy thì là nó rất là lẹ luôn. Còn nhưng cái này tại mình quay video cho các bạn xem nên mình làm liền. Rồi sau khi đó thì mình cứ để vô như vậy nha. Rồi cứ ngâm vô như vậy cho mình khoảng chừng nửa tiếng sau mình sẽ trở lại, mình sẽ lấy ra mình chùi cho các bạn xem.
cũng nửa tiếng rồi đó nha, gần nửa tiếng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem chuyện gì xảy ra. Để mình lấy cái này ra. Các bạn làm mấy cái này là nhớ lót báo lót rồi nha, chứ nếu không mà cái dầu ở trong cái miếng này nó chảy ra nó rất là dơ, như trong cái nồi nè. Các bạn sẽ thấy dầu nó nổi lần cận trong này nè. Đấy. Mình sẽ để ngoài ánh nắng cho các bạn xem cho nó thấy rõ một chút xíu. Các bạn thấy cái từ cái chỗ mà mình ngâm nước, nó mực nước nó ngay đây nha. Mình có gắt muối thì mình gắt muối lên tới trên đây lận, mà nhưng lúc mà mình ngâm thì mình chỉ ngâm từ đây xuống tới đây. Thì bây giờ mình chưa chà chưa gì hết thì các bạn thấy rõ ra ở trên đây nó là màu vàng và ở dưới đây nó là màu trắng chưa? Ha. Rất là dễ thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ, sau khi mình ngâm như vậy rồi đó, mình cho xà bông rửa chén vô thôi, chứ không cần cái gì hết, chỉ là xà bông rửa chén thôi nha. Rồi mình chà nó. Mình chà tới đâu là sạch tới đó. Đó, các bạn thấy không? Chà tới đâu là sạch tới đó. Nó rất là dễ, ai cũng làm được nha. Nếu mà mình có baking soda thì mình ngâm bằng baking soda, nhưng mà không phải là ai cũng có baking soda và ai cũng biết baking soda là cái gì. Vì vậy nên mình chia sẻ với các bạn bằng cái cách này á, thì ai ai cũng làm được nha. Chỉ cần chà sơ qua như vậy đó, chưa đầy một phút là nó sạch trắng luôn. Đây các bạn xem. Rồi bây giờ mình chỉ cần xả nước cho nó sạch lại thôi, vậy là được rồi. Nếu mà các bạn xả được nước ấm thì càng tốt nha. Tại vì dầu mỡ xà bông với là dầu mỡ bên trong á, nó có thể ra luôn. Rồi bây giờ sau khi mình quay video này rồi, mình sẽ làm hết hai cái miếng này và mình chùi rửa. Chứ bây giờ mình chỉ làm mới có phần nửa của cái miếng này để đăng mà cho các bạn thấy nó dễ dàng như thế nào, làm một cách dễ dàng những nguyên liệu mà mình có sẵn ở trong nhà bếp nha. Mình sẽ bỏ nằm vào đây, rồi mình đổ nước ấm và giấm vào trong đây. Mình ngâm nguyên cái này xuống, mình làm luôn. Ok, bây giờ đã làm vệ sinh sạch sẽ xong rồi nè ha. Khác hoàn toàn nha. Thì đây là cái cách mà mình làm những cái nguyên liệu mà mình có sẵn trong nhà bếp, chẳng hạn như giấm, muối và xà bông rửa chén, chỉ vậy thôi. Trước tới giờ mà các bạn chưa có vệ sinh qua thì nói nồi ngay, ngâm cho lâu một chút xíu nha. Cái này mình ngâm khoảng nửa tiếng thôi, còn nếu mà của các bạn mà quá dơ á, có nghĩa là để lâu ngày quá đó, không có làm á, thì nên ngâm qua đêm, qua một ngày luôn rồi hãy làm. Mà làm chưa sạch á thì mình làm lại, cứ ngâm lại nước ấm 1-2 lần thì nó sẽ hết thôi. Còn phía dòng ngoài như vậy ha, như các bạn thấy thì mình chùi bằng cái kem đánh răng với lại xà bông rửa chén. Thì các bạn nào mà muốn coi cái video mình sẽ bỏ lên trên phía góc bên tay phải, các bạn bấm ở trên đó nha. Thì cách chùi những đồ inox á, thì cái này á, là nó là inox, nó là sắt không rỉ, thì mình có thể dùng bằng cách đó để đang mà làm bên ngoài nha. Mình chùi vòng ở đây như các bạn thấy nó sạch sáng luôn, rất là dễ thôi và làm khoảng chừng 5 phút thôi. Còn nếu mà không chùi á, dầu nó đóng đây nè, cái tay á mình đụng vô nó rít và nhìn rất là dơ, bụi bặm nó dơ dữ lắm. Còn cái hôm nay thì mình chỉ chia sẻ là cái xung quanh đây thôi. Và khi lau chùi những cái xung quanh đây nè, thì các bạn lấy những cái nồi dẻ nào mà vứt đi á, có nghĩa là không xài nữa đó, thì hãy dùng. Nó dơ dữ lắm và giặt không có ra đâu, bởi vì nó là dầu nấu ăn á, nó đóng lâu ngày thì các bạn phải nên thường xuyên làm, nếu không á dầu nó hút vô trong, nó vô cái motor á rồi nó sẽ bị cháy motor nha. Với lại nó, những chỗ này là những chỗ mà nó chứa vi khuẩn rất là nhiều luôn. Vì vậy nên tốt nhất là mình làm khoảng chừng 2 tháng, 3 tháng một lần. Nếu mà nhiều á, thì mình làm hàng tháng. Nếu mà mình nấu ăn nhiều á. Còn ở nhà mình á, thì nói là ngay mình không có nấu ăn ngày, chỉ có một lần thôi. Vì vậy nên mình làm 2 tháng mình mới làm một lần. Ok, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay hay là hữu ích, hãy comment, like và share cho mình ha. Nếu chưa subscribe thì subscribe cho mình một cái. Subscribe có cái chuông, bấm vào cái chuông cái nữa, chọn tất cả để mỗi khi mình có video mới ra đó thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn liền. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye.
Bây giờ nhìn sạch sẽ ra ha.